Chào mừng các bạn đến với khoa học topic 1 với thầy béo Chuyên Sóc. 네, 여러분 안녕하세요. 저희 배우 최원석입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네, 각방 홈날 런던팅 갑 저희 배우 동컴 감사 대나우 매우과 할라 네, 차이드몽 감사합니다. 아, 감사합니다. 네, 과학과 좀 따라 합온티 토핑 못 동컴 대낸 홈날 저희 저희티오 저희 각방 토픽 라지 청냐? 오케이. 자, 너 됐냐? 토픽은 뭔가 해티 급 증치 능력 대응한 점니기오 토플나 IELTS나 TOEIC 좀 대응한 아, 각방 비했죠? 오케이. 그러니까 좀티 토픽이 그 하이벅 진도 몰라 토픽 못 바금 급 못 급 하이 라 진도 석급 드 하이 토픽 하이 바금 급 바 cấp 4, cấp 5, cấp 6 là bậc trình độ trung cấp và cao cấp. Ok, các bạn hiểu chưa? Ở Việt Nam ý, mỗi năm có 5 lần thi topic. Tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 10, tháng 11. Ok, các bạn hiểu chưa? Ok. Bây giờ nhá, thời hỏi các bạn nhé, thời hỏi các bạn một chút nhá. Các bạn nghĩ tại sao chúng ta chuẩn bị thi topic nhỉ? Với cả tại sao chuẩn bị thi topic để lấy chứng chỉ topic nhỉ? Chứng chỉ để làm gì nhỉ? Có chứng chỉ để làm gì nhỉ? Đúng không? Thế nên thầy bây giờ giải thích cho các bạn nhé. Chà, đầu tiên nhé. Đối với học sinh nào chuẩn bị đi du học sang Hàn Quốc, bắt buộc phải cần thiết chứng chỉ topic. Tại sao nhỉ? Bởi vì dạo này nhé, càng ngày càng nhiều trường đại học Hàn Quốc yêu cầu sinh viên nào du học sang Hàn Quốc có chứng chỉ topic. Ồ, hiểu chưa? Thứ hai nhé, đối với học sinh nào muốn định cư dài hạn sang Hàn Quốc ấy, ở Hàn Quốc ấy, bắt buộc phải cần thiết chứng chỉ topic. Ồ, vậy cả cái này là duy nhất nhé, quan trọng nhất nhé. Các bạn ý, lý do học tiếng Hàn là gì? Bởi vì muốn xin việc công ty Hàn Quốc, đúng không? Thế nên nhé, để xin việc công ty Hàn Quốc ý, chúng ta cần thiết chứng chỉ topic. Bởi vì khi nộp hồ sơ nhé, nếu mà có chứng chỉ topic thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều ưu đãi. Ok, thế nên chúng ta bắt buộc phải thi topic chứ, đúng không? Thế nên chúng ta phải chuẩn bị thi topic chứ, đúng không? Ok, ý khoa học của chúng ta ý, dành cho học sinh nào đã học qua sơ cấp. Với cả nhiều học sinh ý, hỏi thầy nhé, thầy ơi em đã học sơ cấp 1 rồi, đã học sơ cấp 2 rồi, thế nên em muốn chuẩn bị thi topic nhưng mà không biết làm thế nào, không biết chuẩn bị như thế nào. Các bạn ơi, không cần lo đâu, thầy béo ở đây mà, đúng không? Thầy chắc chắn ý, giảng ý, trong thời gian sau này, trong thời gian ngắn ý, thầy sẽ làm các bạn ý, đạt được chứng chỉ topic cách dễ dàng luôn, không cần lo đâu. Ok, các bạn hiểu chưa? Ok, chà, chúng ta các bạn chúng ta bây giờ chúng ta học tiếp nhé. Ok, các bạn chuẩn bị chưa? Chà, theo thầy nhé, bắt đầu. Ok, lần đầu tiên nhé, thầy sẽ giới thiệu về các dạng câu hỏi trong đề thi topic 1 kỹ năng đọc chương nhé. Ok, chà, dạng 1 câu 31 đến 33 무엇에 대한 이야기입니까? 논문은 đang nói về chủ đề nào? 장 2. 고우 바트 된 바친 보기와 같이 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 니엔트 건 디오 바오 초 좀. 오케이. 계속할게요. 장 3. 고우 본문 된 본 하이 다음을 읽고 맞지 않은 것을 고르십시오. 하이답 논반 사우 바 전 꼬컴 둠. 네, 계속 가겠습니다. 장본 볼게요. 꼬 본바 된 본남이에요. 다음의 내용과 같은 것을 고르십시오. 하이 전 꼬 잘러이 둠 với nội dung bài hội thoại. 네, 자, 계속. 장남입니다. 꼬 본 사우 된 본담. 다음을 읽고 중심 생각을 고르십시오.
Hãy tập đoạn văn sau và chọn suy nghĩ trọng tâm của đoạn văn. 입니다. 계속할게요. 장 4호 볼게요. 거 본 진된 남 4호 와 거 4호 못된 4호 하입니다. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 답도한 반과 잘러는 거허의 사오. 네. 장벌 볼게요. 거 남벌 된 남담입니다. 다음을 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오. 전과 섭섭는 거사오 태오 드뜨. 아. 자, 띠업둑. 장담. 거 남친 된 사오모입니다. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 이거는 아까와 똑같죠? 점녀예요. 답 논반과 잘러는 거허의 사오. 오케이. 이렇게 읽기의 유형을 우리 다 같이 알아봤습니다. 띠업둑냐? 장친 거 사오바 된 사오뜨. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 답 논반과 잘러는 거허의 사오. 네. 장무입니다. 거 사울람 된 벌무이. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. 답도안반바 잘러는 거 허이사오. 이것은 아까와 장이랑 똑같죠? 장무이와 장친 똑같습니다. 두모. 오케이. 네, 이렇게 우리가 읽기에 있는 읽기 시험에 있는 유형에 대해서 알아봤어요. 좀 따다 팀 히어 왜 각 장 거호의 첨대 토피 토핑 못 기능 답조이 두모. 오케이. 뭐이서냐 좀 따 팀 히어 왜 기능에냐 장 첨대에 뒤 니테 나오냐. 오케이. 좀 따 셈냐. 자 장무이 못 에요 기능에 거 못 된 본 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 답을 고르십시오. 응에 거허이 와 전 거 잘러이 둠 저 거허이 더. 오케이. 계속 가겠습니다. 장무의 하이 거 남 소 남 된 소 사오. 다음을 듣고 보기와 같이 다음 말에 이어지는 것을 고르십시오. 응에 와 전 거 너이 띠업태오. 오케이. 자, 장무의 바냐? 거 소벌 된 소무의. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 어덜라 어도. 장무의 본, 거 무의 못된 무의 본입니다. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 노안 호이 토이 사우 노이 베 가이지. 계속할게요. 장물람입니다. 꺼물람 된 무사우예요. 다음 대화를 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 하이 전북 차행 눈 보이 노이즈 바이 호이 토이. 네. 네, 지금까지 토픽 못 읽기와 듣기에 있는 모든 유형들에 대해서 공부했습니다. 더이 다 저희 티오 보이 각반 각장 거허이 처음 답 기능 답 완의 티 토핑 못 소이. 다음 시간에는 우리가 좀 더 구체적으로 한 유형 한 유형에 대해서 공부해 보겠습니다. 비디오 클립 사오냐 좀 더 세디 와우 구태한 등장 등장냐. 오케이. 여러분 수고했고 다음 비디오 클립에서 만나겠습니다. 감사합니다.